Quốc gia cờ hoa sắp thắt chặt giao dịch đồng tiền số. Dạo gần đây, sau khi Trung Quốc thực hiện những bước siết chặt quản lý, Bộ Tài chính Mỹ cũng đang thực hiện các bước để làm chặt chẽ hơn các giao dịch với thị trường tiền số nhằm ngăn chặn trốn thuế. Tiền số tạo đà thuận lợi cho những hoạt động bất hợp pháp trên diện rộng, bao gồm cả trốn thuế. Bộ Tài chính Mỹ cho hay, trong một thông báo, bất cứ giao dịch tiền số nào trị giá từ chục nghìn USD trở lên đều phải báo cáo cho Sở Thuế vụ Mỹ. Theo cơ quan này, đây là nguyên nhân Tổng thống Joe Biden đề nghị bổ sung nguồn lực cho sở này xử lý vấn đề liên quan đến sự phát triển của các tài sản điện tử. Theo quy định mới, các tài khoản giao dịch tiền mã hóa, tài sản điện tử cũng như tài khoản dịch vụ thanh toán chấp nhận tiền mã hóa sẽ được quản lý, cũng như các giao dịch tiền mặt. Những doanh nghiệp nhận tài sản điện tử có giá trị trên thị trường hơn 10.000 USD cũng sẽ phải báo cáo lên cơ quan thuế. Tiếp theo, thông tin này lập tức khiến Bitcoin khó lòng phục hồi nhanh và lại mất mốc 40.000 USD. Ngày 19 tháng 5, sau khi Trung Quốc cảnh báo rủi ro tiền số, Bitcoin đã rớt xuống có thời điểm xuống dưới 32.000 USD. Tuy nhiên, nhờ lực bắt đáy tăng mạnh, đồng tiền đã tăng trở lại lên đến hơn 42.000 USD hôm 20 tháng 5. Hơn nữa, động thái cứng rắn từ Bộ Tài chính Mỹ là biện pháp từ chính quyền Biden để quản lý tình trạng trốn thuế và thúc đẩy việc tuân thủ tốt hơn. Bên cạnh đó, các cơ quan của Mỹ đang xem xét đề xuất hỗ trợ thuế vụ đất nước hơn 328 triệu dân công nghệ và đưa ra hình phạt nghiêm khắc hơn cho những ai trốn thuế. Cuối cùng, Đảng Dân Chủ và Cộng Hòa cũng xem xét thiết lập quy định về tiền mã hóa là ưu tiên hàng đầu trong năm 2021 khi giá Bitcoin và các sàn điện tử tăng vọt năm ngoái. Song song, điều này làm đẩy lên lo ngại về thao túng thị trường và các khoản đầu tư nhỏ lẻ không có thông tin rõ ràng. Bài viết không khuyến khích bạn tham gia bất kỳ hoạt động mua bán đồng tiền số nào bất hợp pháp. Bản tin mã hóa đến đây là kết thúc. Cảm ơn và chúc một ngày may mắn.